Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng. Hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 6 năm 2024. Xin gửi lời chào đến ông cựu nghị viên của thành phố Garden Grove, ông Phát Bụi. Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của chương trình SET và xin gửi lời chào đến anh Đoàn Trọng. Hôm nay chắc là chúng ta phải dành nhiều thời giờ để nói đến một cái buổi họp có thể nói rất là đặc biệt của thành phố Westminster vào ngày hôm qua. Việc trước tiên xin hỏi anh có theo dõi qua cái màn hình của thành phố Westminster gửi lại toàn bộ cái chương trình mà có thể nói là một ngày đầy gay cấn của thành phố Westminster không, thưa anh Phát Bụi? Dạ vâng thưa anh, tôi có coi trên YouTube họ chiếu lại cái nguyên cái buổi họp của Hội đồng thành phố Westminster vào tối hôm qua. Thì cái buổi họp đó nó kéo dài từ 6 giờ chiều và toàn bộ chương trình là hết 11 giờ 40 phút thưa anh, gần như 12 tiếng đồng hồ. Như theo vậy, như trên cái số giờ ở trên YouTube nó báo đó là 11 giờ 40 phút. Như vậy là cái buổi họp đó đi vào kỷ lục của những cái buổi họp ở tại California. Tôi nghĩ là như vậy, và nó có thể nói rằng nó đạt kỷ lục, nó phá cái kỷ lục của buổi họp lâu nhất của thành phố từ trước đến giờ luôn. Không những riêng thành phố ở đây mà các thành phố khác nữa, chưa có thành phố nào. Thành phố Garden Grove anh có khi nào bị như vậy không? Chưa anh, hồi xa xưa lâu lắm, cách đây khoảng 6-7-8 năm đó. Thì trong cái thời mà ông Bảo Nguyễn là thị trưởng thì có một lần nó kéo dài tới 1 giờ sáng. Nhưng còn đây tới. Thế thì ví dụ như tất cả các vị tham dự ở trong cái chương trình đó mà không báo trước cho biết rằng là họ có thể ngồi đến khuya, đến sáng, đến tối, đến chiều đại khái như vậy, rồi họ về họ bị bệnh, họ bị cái chuyện gì trở ngại trong gia đình họ, họ có thưa kiện thành phố được không? Anh đi làm cũng vậy, kêu anh làm 8 tiếng thôi, kêu anh làm mười mấy tiếng làm sao, có gì gì trở ngại thì sao? Vâng, thông thường thì những người làm nhân viên của thành phố mà trực thuộc về cái buổi họp thì họ cũng phải hiểu là họp cho đến khi nào xong thì thôi. Thì tôi không hiểu là nếu mà có ai bị bệnh vì cái trường hợp như vậy thì họ có quyền kiện thành phố không? Thì đương nhiên có quyền kiện chứ anh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi thấy. Thì tại vì chưa bao giờ nó có cái cuộc nó dài như vậy. Cái điều tôi muốn nói đến là trước khi họp, quý vị có tiên liệu cái buổi họp dài như vậy thì quý vị cho nhân viên và tất cả những nghị viên ở trong thành phố biết chứ nhớ người ta bệnh hoạn về sao? Vâng, thông thường thì thành phố vẫn phải hoạt động như bình thường, thành thử ra ông tổng quản trị và những người giám đốc họ vẫn phải buổi sáng vẫn phải đi làm việc như thường. Chứ không phải là việc họp ban đêm khuya mà sáng ngày hôm sau rồi đi làm trễ thì rồi thành phố nhân viên ai điều động được. Nhưng mà sáng hôm sau họ có bệnh một công chuyện cần phải đi, là họ phải đi ra nhà băng để deposit cái check hôm qua làm overtime. có phải không anh? Thông thường thì những người nhân viên ở cấp trung bình trở xuống, cấp giữa đó thì họ có quyền ăn lương overtime. Theo tôi nghĩ nhưng công mà nhân... tổng quản trị với lại cảnh sát trưởng thì không được quyền ăn lương overtime, thành không được quyền ăn lương thêm giờ đó. Thế thấy cảnh sát ngày thứ bảy chủ nhật phải đi làm cũng overtime như thế. Đó là nhân viên ở bên cấp dưới. Còn ở ông cảnh sát trưởng thì không được thôi. Thế qua anh theo dõi cái buổi họp hôm qua thì thành phố Westminster ai lời ai lộ?
Tôi nghĩ rằng là cư dân là cái người lỗi nhất, bởi vì phải trả tiền. Trả tiền, phải trả tiền đóng thuế nhiều vào. Vâng, dĩ nhiên là những người cảnh sát làm việc trong ngày hôm qua có mấy người cảnh sát trực đó. Rồi nhân viên ở cấp mà giữa trở xuống đó là đều được ăn overtime, tại vì phải là túc trực ở đó mà. Nhưng mà cái hầu bao của thành phố bị mất đi là vì sao? Vì phải trả tiền cho overtime. Đúng vậy. Đúng. Và cái tiền đó từ đâu ra? Tiền đó là tiền thuế của dân, thưa anh. Đúng như vậy. Vâng. Thế bây giờ chúng ta nói một vài điều cho vui vậy thôi, nhưng chúng ta phải cảm ơn cái sự hy sinh của những người nhân viên thành phố Westminster. Họ đã tận tụy, có ai thức một đêm để làm như vậy đâu. Anh thấy không? Là đó, mình phải cảm ơn cái sự là đóng góp tận tình của họ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải là hân hoan chào đón những người ứng, những người dân cử của chúng ta đã làm hết sức hết mình đó. Hết sức hết mình đó. Tôi thấy họ ngồi rất là mệt mỏi anh. Nhìn cái, dĩ nhiên là thức tới 3-4 giờ sáng. Tôi hỏi anh, thức cả đêm mà làm sao mà không mệt được? Trời đất ơi, nhất là ông gì năm qua ông phải còn làm YouTube nữa. Rồi còn đủ thứ chuyện thì làm sao, nghề con nghề YouTube mà, thành ra ông phải làm ngồi dậy là chết luôn, chứ đừng lại sắp mới cưới vợ nữa, trời đất ơi, chết luôn đó, chứ không thể giận chơi đâu. Đừng ý là nói chuyện còn trai trẻ nhau, đến mai mốt những cái ngày tháng tới đây mới thấy cái hậu quả của những đêm này này mới là ấy lắm. Bây giờ chúng ta trở lại cái chi tiết, thì qua cái buổi họp của thành phố hôm qua thì chắc anh cũng biết rồi, nó có một cái điều gọi là 5.2. Thế nói lại, nhắc lại một lần nữa, 5.2 nó có những gì quan trọng mà chúng ta cần phải chuyển đến khán thính giả hôm nay không? Dạ, cái điều 5.2 là cái điều do Phó Thị trưởng Kimberly Hồ và ông nghị viên Carlos Manzo đưa ra. Và cái đó là nó là xin Hội đồng Thành phố duyệt xét và bỏ phiếu để mà có chấp thuận hay không chấp thuận cái resolution, là cái nghị quyết kỷ luật, tức censor, tức là kỷ luật bà nghị viên Amy Farr West. Thì trong cái nghị quyết đó thì tôi có đọc và thấy rằng đã đưa ra 20 điều mà họ nói là họ đưa thứ tự từng điều một, là từ cái mẫu tự ABC cho đến cái cuối cùng là mẫu tự T, tức là T đó. Thì đếm ra như vậy tức là 20 cái điều mục. Và cuối cùng thì sau khi đưa ra hai cái điều mục lên án bà Amy Farr West thì họ kết luận bằng 3 cái điều. Điều A là họ quyết định họ kỷ luật bà Amy Farr West, điều A và điều B qua cái hình thức nghị quyết. Và cái điều cuối cùng là điều C đó, thì họ quyết định là họ sẽ cách chức bà này từ những cái ủy ban mà bà đã được Hội đồng Thành phố đồng ý đã đại diện cho thành phố, thí dụ như là ủy ban RAC hay là nước gì đó. Một số những ủy ban mà bà này đã được bổ nhiệm đại diện cho thành phố để đi họp với lại các cơ quan của quận hạt, thưa quý vị. Thế thì bây giờ nói tóm lại, cái hôm qua cái mục 5.2 nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần A, như anh nói. Tuy nhiên là phần A có nghĩa là tất cả nhân viên phải sửa soạn prepare một cái census report, tuy nhiên là một cái báo cáo kỷ luật, một cái nghị quyết để mà kỷ luật, nó gọi là census report, tuy nhiên là một cái resolution đó về kỷ luật. Cái đầu tiên là nhân viên phải sửa soạn cái đó. Cái đến thứ nhì nữa là cái census của nghị viên Amy Farr West. Và cái thứ ba nữa là cái này hơi quan trọng, là phần gì, là cách chức, không cho đại diện thành phố trong cái hoạt động với tất cả những trong thành phố, cái cơ quan mà ở địa hạt, cái quận hạt, quận hạt, cơ quan quận hạt, đúng rồi. Thế thì sau cái gần một cái thời gian dài như vậy á, thì cái vấn đề này nó đi đến ở cái mức độ nào, nghĩa là đã chấm dứt và đạt được cái kết quả gì, hay là nửa chừng xuân cũng chừng đó thôi? Cuối cùng thì họ, sau khi mà bàn cãi rất sôi nổi, mất rất là nhiều tiếng đồng hồ, thì cuối cùng đó là họ đi đến cái quyết định với cái lá phiếu là 3-1, là họ sẽ ra lệnh cho nhân viên thành phố viết lại cái resolution cho nó hoàn chỉnh hơn, viết lại cái nghị quyết cho nó hoàn chỉnh hơn. Và trong cái nghị quyết này nó sẽ gồm luôn cả vài điều mà ông nghị viên Carlos Manzo trong cái buổi họp hôm qua đã đưa ra để bổ túc thêm, cũng như là một vài điều mà họ cáo buộc thêm một vài cái tội của bà Amy Farr West mà đã được bàn đến trong cái buổi họp ngày hôm qua. Tức là sẽ có một cái bản nghị quyết mới được soạn thảo lại bởi nhân viên, và vào cái ngày 11 tháng 9 thì sẽ đưa ra để Hội đồng Thành phố bỏ phiếu.
Và cái quyết định đó đã được thông qua với cái lá phiếu là 3-1. Người bỏ phiếu chống lại cái quyết định đó là ông Nam Quang. Và bà Amy Fan West bỏ phiếu trắng. Thành ra chỉ có 3 phiếu yes là ông thị trưởng, bà phó thị trưởng và ông nghị viên Manzo. Vâng. Thế thưa anh, nói đến ngày 11 tháng 9 là cái ngày để đem cái nghị quyết, sửa soạn cái nghị quyết này đem ra để mà hội họp bằng lòng hay không bằng lòng, phải không anh? Đúng là như vậy. Thế thì cái ngày 11 tháng 9 là có cái ngày mà không có đưa ra cái nghị quyết, khi người ta cảm thấy bà Amy Fan West này không có lỗi gì, hoặc là bà tỏ ra những cái hành động để có thể nói rằng không cần thiết phải đưa ra nó nữa, thì có khi nào diễn ra như thế nào? Thì tất cả những sự việc này là đều do hội đồng thành phố họ quyết định. Nếu mà 3-2 hay là 3-1, tức là đa số, thì họ có quyền họ làm, họ sẽ làm bất cứ gì, kể cả cái việc mà không cần đưa cái này ra nữa thì họ cũng có thể làm cái việc đó. Bây giờ ví dụ đến ngày 11 tháng 9, tuy nhiên là cái ngày mà 9/11 đó, phải không? Ngày 11 tháng 9, đúng rồi. 9/11 họ chọn ngày cũng hay ghê ha. Là nếu như sẽ đưa ra một cái new resolution mà đã sửa soạn lại rồi, phải không anh? Dạ. Để đem ra để đọc bầu coi thử có chấp thuận hay là không chấp thuận. Và có điều kiện nào đến trước tháng 7, tháng 8 thì nói thôi bây giờ dẹp, không khỏi cần đưa ra. Thấy bà này lúc này ăn ở đàng hoàng, người đàng hoàng rồi, không cần gì, thì là có cái trường hợp đó không? Hay là cũng phải chờ đến mùng... Có, nhưng mà họ phải ra hội đồng thành phố họ họp để họ quyết định. Bởi vì cái này đã quyết định rồi. Quyết định là ngày 11 tháng 9 rồi, là sẽ mang cái này ra. Vâng. Để mà quyết định bỏ phiếu yes hay no. Thì ngày 11 tháng 9 là phải mang ra, nhân viên nó phải tự động mang ra, không còn cần bàn cãi nữa. Vâng. Nhưng mà nếu mà hội đồng thành phố đổi ý không muốn đưa ra, thì họ phải trước trong cái buổi họp công khai họ quyết định là hủy đi, không cần nữa. Vâng. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này, và đặc biệt trong hôm nay ở phần đầu chúng ta nói về đại cương, tất cả những sự việc gì đã diễn ra ở tại thành phố Westminster đêm qua. Và ở phần 2 thì quý vị sẽ thấy những cái hoạt động và những cái dấu hiệu của hai bên làm việc như thế nào, để chúng ta đi đến một cái kết luận là kết quả của ngày hôm qua như thế nào về vấn đề kỷ luật bà nghị viên Amy Fan West. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270, hộp 180 viên, dạng nước giá $260, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và hôm nay thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời giờ để đề cập đến cái cuộc họp của thành phố Westminster vào ngày hôm qua. Cuộc họp với một mục đích là để kỷ luật bà tân nghị viên Amy Fan West, bị tân nghị viên vì đây là cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà. Thế bây giờ hôm qua anh theo dõi tất cả những cái sự kiện đối đáp giữa hai bên, thì anh ghi nhận được cái sự đối đáp và gọi là trao đổi với nhau như thế nào trong cái bàn hội nghị hôm qua, thưa anh? Vâng, thì coi như là phải nói là gần như tới 90% cái diễn biến của buổi họp là họ tranh luận, tranh cãi, cũng như là lắng nghe những người cư dân lên tiếng. Có người thì phê bình, chỉ trích bà Amy Fan West và yêu cầu là phải vote yes để kỷ luật bà Amy. Và cũng có người lên tiếng bênh vực bà Amy Fan West, cho rằng bà không có làm gì sai và đề nghị là phải bỏ phiếu no. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là họ, là các nghị viên cũng như thị trường cãi qua cãi lại rất là sôi nổi. Và vào cái giờ phút chót, tức là khoảng 11:05, 11:06 đó, sau khi 11 tiếng tranh cãi, chứ không phải là giờ đồng hồ, sau 11 tiếng tranh cãi, thì tôi nghe khúc chót thì nó bắt đầu bằng ông thị trường cáo buộc bà Amy Fan West, và ông cảnh cáo rằng ông là hội đồng sẵn sàng để mà kỷ luật bà.
Thì bà Amy Fan West trả lời như thế nào? Bà Amy Fan West thì ông Charlie mới nói bà Amy Fan West là bà có công nhận những cái việc bà làm là sai trái hay không. Thì bà Amy Fan West nói rằng I acknowledge what you are saying. Tôi ghi nhận những cái điều quý vị đã nói. Thì ông Charlie Nguyễn mới trả lời, mới nói lại là tôi không... Bây giờ vậy anh Pháp, phải để cho nó nguyên văn cái câu từng chữ. Những người này là những người quan trọng. Vâng. Và mình phải đề biệt phía trước tiên là ông bà Amy West nói là I acknowledge what you are saying. Điều đó có nghĩa là gì ra? Tôi hiểu tất cả những điều ông đã nói, phải không? Ông đang nói. Dạ. Phải không? You are saying. Kế đến ông Charlie Nguyễn nói mới gì? Nói I cannot counsel you. Okay. Or anyone else can counsel you. If you do not acknowledge the facts. Tuy nhiên là tôi không có thể là hướng dẫn ha. Dạ. Hướng dẫn cô, tôi không thể hướng dẫn cô, cũng giống như bất kỳ ai cũng không thể hướng dẫn cô nếu cô không hiểu được tất cả những cái sự kiện. Vâng. Có đúng không anh? Dạ. Đó. Thì bà Amy Fan West đã nói rằng I just said I have acknowledged all of this. Thì đây là cái câu này dịch ra là tôi có thể nói rằng tôi vừa mới nói là tôi đã hiểu tất cả những cái điều đã nói ra, phải không? Vâng. Vâng. Thì ngay lúc đó ông Carlos Manzo mới nhảy vào và nói as true, tức là all of this as true. À, tuy nhiên ông Carlos Manzo nói đó là sự thật, phải không? Dạ. Cái điều sự thật. Ok. Thì Amy West nói cái gì? Bà Amy West mới tiếp lời nói rằng and I am willing to sit down as you have volunteered to sit down with you. Cái điều này bà Amy West nói rằng là và tôi sẽ muốn ngồi xuống cũng giống như tình nguyện. Như quý vị đã tình nguyện. Như quý vị đã tình nguyện to sit down. Như quý vị đã bằng lòng, tôi nghĩ cái chữ sit volunteer này là có thể nói là volunteer bằng ngồi xuống với tôi, nghĩa là chúng ta đã bằng lòng để ngồi nói chuyện với nhau rồi đó. Vâng. Nhưng mà tôi không muốn dịch mà sai theo ý khác, tôi chỉ muốn dịch từng chữ để cho mọi người hiểu một cách cho nó dễ dàng. Dạ. Thì and lúc I đó ông really, giờ đây tôi dịch lại là họ nói điều đó sự thật, thì bên bà Amy West nói là and I am willing to sit down, và tôi sẽ sẵn sàng muốn ngồi xuống với quý vị cũng giống như quý vị đã tình nguyện ngồi xuống với tôi. Vâng. Vâng, cái nào sai anh cho biết nha. Không, anh dịch đúng lắm, chính xác. Yeah. Từng chữ một. Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí mới nói thêm rằng ok, not accusation, không phải là lời cáo buộc. Ông muốn nhấn mạnh cái điểm đó. Ông cô thì không biết nói cái gì, nhưng mà ông Charlie Nguyễn là nói ok, not accusation. Tuy nhiên là đó không phải là cái sự cáo buộc đâu, cái đó không phải là điều cáo buộc đâu. Ok, cô Amy West nói gì? Nói tiếp cho anh. Bà Amy West mới tiếp theo là I just said I have acknowledged all this that you have presented. I acknowledge it. Tôi đã hiểu tất cả những cái điều mà quý vị đưa ra và tôi biết những cái điều đó. Vâng. Ông Charlie Nguyễn mới nói so I have motion on the floor. There is a second from Kimberly Hall. Tức là anh muốn tôi dịch không? Đó không, anh muốn dịch cũng dịch luôn. I have a motion on the floor. Em cứ dịch thì dịch đi. Dạ. Yeah. Dạ, thì ông nói là tôi đã có cái motion, tức là cái đề nghị bỏ phiếu ở trên sàn và đã có một cái người đồng lòng với cái việc đó là Kimberly Hall. Để nói thêm rằng là lúc đó thì ông Charlie Nguyễn, tuy nhiên là ông thị trưởng đã nói vậy thì tôi bằng lòng đưa ra cái cuộc gọi là bầu bán, một lần bầu bán phiếu. Bỏ phiếu, và cái người thứ hai đó cũng bằng lòng là cái bà Kimberly Hall. Dạ. Rồi. Thì ngay lúc đó ông luật sư của thành phố, City Attorney, nói như sau: Come back to the resolution. Are you wanting to remove the ones that you didn't know? Có thể nói là ông luật sư thành phố đã nói rằng để giờ chúng ta phải đến một cái giải pháp khác, một cái resolution. Không, trở lại cái nghị quyết. Chúng ta trở lại cái nghị quyết khác, là tôi nói cái giải pháp đó là như là nghị quyết đó. Ok. Come back to resolution. Bây giờ chúng ta đi đến cái vấn đề cái nghị quyết này. Vâng. Ok. Cô tôi không biết là cô nói are you là cái người đó là cô Amy Fan West hay là ông Nguyễn Mạnh Chí? Ông Nguyễn Mạnh Chí, là bởi vì ông trả lời ngay sau khi ông Nguyễn Mạnh Chí yêu cầu bỏ phiếu. Ok, thì tự nhiên là bên tôi nói là are you want to remove? Nghĩa là anh có muốn lấy ra một cái điều gì mà anh không biết không? Vâng. Ok.
thì ông Charlie Nguy, chắc là cho tôi xin chút xíu, cái điều này có thể có hai những cái điều buộc tội mà ông muốn ông hỏi ông đó có lấy ra cái điều nào mà ông không biết không? Tuy nhiên là ông không biết cái điều đó là đúng hay thật hay là như thế nào thì ông lấy ra. Đúng vậy, thì lúc trước trong cái buổi họp cách đó khoảng một thời gian rất là lâu thì ông Charlie Nguyễn có nói đến cái việc mà cái điều số, điều R, điều S và T là ông không có rành rọt lắm. Tức là cái điều mà tố cáo bà Amy Fan West là báo cáo sai cảnh sát đó. Thì ông luật sư mới muốn là có muốn lấy cái điều đó ra không? Thì ông Charlie Nguyễn trả lời như sau. Right now, draft it up as it is. At the time we will approve the resolution, we can whether we say that, well, she improved, we cut off the portion that, and đến đó ông ngập ngào và ngừng, rồi ông nói thêm là and then we will. Tuy nhiên là bây giờ sửa soạn cái đó lên đi phải không? Tôi không biết ông sửa soạn cái prepare cái này là cái gì đó, draft đưa draft là vẽ lên. Draft it up tức là soạn thảo lại. Soạn thảo đó. Như nó là as it is. Đúng như vậy. At the time we will approve, đúng vào cái lúc mà chúng ta sẽ chấp thuận cái nghị quyết. Vâng. We can, chúng ta có thể thực sự là chúng ta nói rằng tất cả mọi chuyện đều có thể improving là không, tức là nếu lúc đó mà Amy đó she improve, tức là bà Amy bà improve đó, yeah, thì bà thay đổi đó, bà thay đổi đó, thì đó là we can get her, thực sự chúng ta có thể thực sự we can say that well she improve, chúng ta có thể nói được cái điều đó khi mà cô ta sửa lại không. Vâng. We cut off the position that, chúng ta cắt đi cái nhiệm vụ đó đã, phải không? Tức là bỏ những cái điều khoản nào mà đó thấy cắt không bỏ đi, cắt bỏ những cái điều đó đi. Then and then we will, và chúng ta sẽ làm tiếp. Vâng. Thì lúc đó ông Carlos Manzo là nghị viên Manzo mới nói rằng thị trưởng, Mayor, the city clerk, can we get the ones that I want to add? Thì ông Carlos Manzo muốn nói là thưa ông thị trưởng với bà thư ký, là có thể để cho chúng tôi để thêm một cái điều mà chúng tôi muốn bỏ vào thêm vào hay không? Phải không? Vâng. Thì Charlie mới trả lời. So with that, I asked to have the resolution bring back on September 11 and we approve it as is today. Với cái điều mà tôi muốn hỏi rằng là liệu cái resolution, cái nghị quyết này có thể dời đến ngày 11 tháng 9 và chúng ta có thể chấp thuận cái điều đó ngay hôm nay, ngay bây giờ không? Vâng. Ông Nam Quang ngay lúc đó mới đề nghị là I would like to make a substitute motion. Nghĩa là bây giờ tôi muốn có thay đổi một cái motion, tức là một cái biểu quyết khác. Một cái biểu quyết thay thế. Là take no action with council member West to sit down with the city. Nghĩa là có thể nói rằng là chúng ta không cần nữa, bỏ đi rút ra là cái việc làm mà chúng ta cần bà nghị viên để ngồi xuống nói chuyện với chúng ta nữa. Dạ. Thì the city clerk then called for the vote and the substitution motion failed 2-3. Và sau đó thì là người thay đổi qua cái buộc bầu bán và nó không có được đạt được kết quả là vì chỉ có 2-3 mà thôi. Vâng. Ngay lúc sau khi đó thì ông Charlie Nguyễn mới nói là back to the original motion please. Bây giờ chúng ta trở lại cái bầu bán nguyên thủy lúc đầu. Vâng. Thì bà City Clerk ngay sau khi ông Charlie Nguyễn ra lệnh là bầu cái original motion. Thì bà City Clerk mới đọc như sau. Original motion on the floor as made by Mayor Nguyễn and Vice Mayor Hồ. This is to direct staff to draft the resolution to censor council member Phan West to bring as September 11, 2024 meeting. That is also include the amendments made by Councilman Manzo and also the amendment made in the late communication. I'm going to call for the votes. Được. Như vậy là cái người thư ký nói rằng cái sự bầu bán nguyên thủy ở trong cái phòng họp và make cái điều này đã được
ông thị trưởng và bà phó thị trưởng đưa ra. Và cái điều này đó là trực tiếp sẽ tạo nên một cái giải pháp để trừng phạt cái người nghị viên Phan Quét, Phan Minh Quét và Phan Quét, to bring at, cái điều này nó sẽ đem đến dời lại đến cái ngày 11 tháng 9 năm 2024 qua một cái buổi họp. Cái điều này cũng luôn là bao gồm những cái sự thay đổi bởi, sửa soạn bởi cái người Council Menzo, người nghị viên Menzo, and also amend, và cũng có thể thay đổi, được thay đổi bởi cái qua những cái cuộc và nói chuyện luận, trao đổi cuối cùng này. I'm going to call for the vote, và tôi đi kêu gọi mọi người đi bầu, đi chúng ta sửa soạn cái vấn đề bầu bán này. Vâng. Rồi. Và khi bà kêu gọi bỏ phiếu, thì sau khi bỏ phiếu thì bà Sinclair tuyên bố là cái motion carry 3-1. Tuy nhiên là cái motion đó được thuận với tỷ số là 3-1. Quý vị đang cùng với chúng tôi, sở dĩ chúng tôi muốn đi đến những cái chi tiết để cho quý vị khỏi hoài nghi gì về tất cả những sự kiện mà đã diễn ra vào đêm hôm qua tại thành phố Westminster. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Gương xăm premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng hôm nay. Mặc dù nó có những cái chi tiết mà chúng tôi muốn đi chậm chậm để cho quý vị có thể hiểu được những cái đối thoại bằng Anh ngữ giữa những người trong hội đồng thành phố. Thì qua cái những cái đối thoại như vậy thì anh có ý nghĩ như vậy với cái cuộc họp ngày hôm qua, với những cái sự kiện bầu bán như thế nào, ai như thế nào, để cho chúng ta khỏi phải bị nghi vấn về vấn đề này thật. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi thì là những người ở ngoại cuộc, khó có thể biết được là bà Amy Phan West có vi phạm những cái kỷ luật của thành phố hay là không có. Vâng. Mình người ngoài làm sao mình có được những cái dự kiện để mà mình có biết thể được, có cái nhận định và biết được, thưa quý vị. Nhưng mà cái điều mà tôi cảm thấy ngỡ ngàng là sau tới một cái cuộc họp kéo dài tới gần 12 tiếng đồng hồ. Vâng. Mà vẫn chưa có đi đến một cái kết luận rốt ráo, để mà đến ngày 11 tháng 9 lại phải trở lại cái vấn đề bàn cãi và quyết định lại. Thì tôi thấy nó quá sức là phi lý. Đó là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là nếu mà hội đồng thành phố gồm có đa số nghĩ rằng bà Amy Phan West đã vi phạm tới trên 20 điều vi phạm kỷ luật của hội đồng thành phố và nguyên tắc hành xử, trong đó có hai điều rất là nặng, đó là cái hai điều mà có thể là tội tiểu hình, đó là cái việc tiết lộ thông tin kín, thông tin bí mật mà trong cái buổi họp kín của hội đồng thành phố, và cái việc thứ hai là cái việc khai báo gian với cảnh sát. Hai cái việc này là cái việc tội tiểu hình, có thể bị phạt về tội hình sự và bị phạt tù lên đến 4 tháng, thưa anh. Mà nếu mà cái tội nặng như vậy thì tại sao lại phải để đến 3 tháng sau mới cứu xét lại, thưa anh? Nếu mà đã bị phạm tội thì phải quyết định ngay đi chứ. À đúng. Thì cái điều này thì chỉ có những thành viên ở trong đó, đặc biệt ông Nguyễn Minh Chí mới biết được thôi, chứ làm sao mình biết được. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây là đến bây giờ thì nó có một cái dư luận cho rằng hôm qua đã có cái gọi là biểu quyết phần A, phần cái 55.2 đó, phần A, phần B đã biểu quyết rồi, chỉ còn cái phần C chưa biểu quyết thôi.
chờ đến 11 tháng 9 hay là 3 phần đều chờ đến 11 tháng 9 thật? Theo như những cái gì chúng tôi nghe và chúng tôi đã nghe đi nghe lại thì cái lúc mà bỏ phiếu để mà quyết định là sẽ làm cái gì, dạ vâng, thì rõ ràng là trước khi bỏ phiếu, bà thư ký của thành phố City Clerk bà đã nói như sau: Original motion on the floor as made by Mayor Nguyễn and Vice Mayor Hồ. Tức là cái quyết định bỏ phiếu như là đã đề nghị bởi thị trưởng Nguyễn và phó thị trưởng Hồ. This is to direct staff to draft a resolution to censor Councilman Phan West to bring a September 11, 2024 meeting. Thì nói rất rõ là cái quyết định này quý vị sắp sửa bỏ phiếu là để ra lệnh cho nhân viên thành phố soạn thảo một cái resolution để mà kỷ luật bà nghị viên Phan West và sẽ mang cái này ra buổi họp của thành phố ngày 11 tháng 9 năm 2024. Thì đấy rất là rõ ràng là cái nghị quyết này sẽ do nhân viên viết lại và sẽ đưa ra vào cái buổi họp 11 tháng 9 để mà biểu quyết. Thế thì nó đâu đã được biểu quyết, nó chỉ là biểu quyết yes để mà soạn lại, ra lệnh nhân viên soạn lại và đưa ra vào cái buổi họp 11 tháng 9 chứ không phải là censor bà Amy Phan West vào ngay tối hôm qua. Theo như anh thì anh nói rằng là bà Amy Phan West đến bây giờ cũng vẫn chưa bị buộc tội kỷ luật phải không? Theo như cái bỏ phiếu tối hôm qua và bà thư ký của thành phố đã đọc lên như vậy và họ biểu quyết thì là đâu có áp biểu quyết để mà censor bà Phan West. Tôi có hỏi bà Nhật Linh, một trong những người cũng có mặt trong phiên họp ngày hôm qua vào những giờ chót, thì bà cho tôi biết rằng là có 3 phần ABC. Phần A là cái phần sửa soạn cái resolution, và phần B là phần bầu bán, và phần thứ ba là cái tội là phải kỷ luật, và phần thứ ba là vấn đề tước đi những cái chức vụ. Thì bà nói là phần A, phần B đã được biểu quyết một cách rõ ràng rồi, và chỉ có phần C là chờ đến ngày 11 tháng 9 mà thôi. Tôi chưa hề tôi coi nguyên toàn bộ cái buổi họp thành phố. Tôi chưa thấy có một cái đoạn nào mà hội đồng thành phố họ bỏ phiếu cho phần A, phần B. Họ có nói phần A, phần B ra và họ có nói không rằng... thể nói thưa anh. Có cái trong cái lần mà bàn cãi thì họ có đưa ra, họ thảo luận cái đó. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề biểu quyết mới là, bỏ phiếu mới là quan trọng. Không thấy bỏ phiếu nào, và cái bỏ phiếu duy nhất về cái đề mục 5.2 này là hai cái, một cái của ông Nam Quang đề nghị một cái biểu quyết thay thế đó. Thì cái đó thất bại. Và ngay sau cái biểu quyết mà đề nghị của ông Nam Quang thất bại thì là bà thư ký bà đọc cái original motion, tức là cái bỏ phiếu nguyên thủy. Thì trong đó nó không có nói gì đến vấn đề là bỏ phiếu cái A, B, yes và cái C giờ lại ngày 9 tháng 11. Mà nó nói rất rõ là this is to direct staff to draft a resolution to censor Amy Phan West to bring to September 11 meeting. Và sau đó họ bỏ phiếu. Đúng như vậy. Thì như vậy tức là rõ ràng là họ bỏ phiếu là sẽ soạn lại cái resolution và đợi đến ngày 11 tháng 9 mang ra để mà thành phố biểu quyết. Thì sau đó họ bỏ phiếu là bỏ phiếu cái quyết định đó thôi. Chứ đâu có mà bỏ phiếu mà censor vào ngay ngày hôm qua đâu. Là bỏ phiếu chỉ có quyết định là sẽ viết lại cái resolution và đưa ra vào cái buổi họp 11 tháng 9 để mà bỏ phiếu. Thì theo cái lời của bà, chắc là phần này chúng tôi sẽ đến cái phần cuối, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề để nó rõ ràng hơn về những cái sự kiện đã diễn ra vào cái buổi gặp của thành phố vào ngày hôm qua. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng kỳ này và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, đặc biệt là những gì đã diễn ra tại thành phố Westminster đêm qua. Thế thì bây giờ đi đến phần kết luận. Là theo lời của bà Nhật Linh thì bà cho nói rằng là dựa trên những cái điều trên thì bà Phó Thị trưởng Kim Lee Hồ và nghị viên Menso đã yêu cầu hội đồng thành phố ba cái điểm tất cả. Thứ nhất là xem xét ra lệnh chuẩn bị nghị quyết khiển trách đối với nghị viên Amy Farm West. Và cái phần B nữa là nghị quyết khiển trách bao gồm cái này thì chắc là chúng tôi phải coi cho kỹ ra mới được. Đây là nghị quyết khiển trách bao gồm tất cả những cái lỗi lầm của bà Amy Farm West. Vâng. Và đến cái thứ ba nữa là hoãn lại cái vấn đề mà tước đi cái chức việc chức vụ mà do bà được thành phố bổ nhiệm làm với thành phố khác hay là trong Orange County này là đến ngày 11 tháng 9. Dạ. Anh thấy sao? Tôi không thấy một cái gì ở trong cái phần bỏ phiếu hay cái phần biên bản mà nó nói đến cái sự việc đó, thưa anh. Dạ. Yeah. Chúng ta coi lại cái video trên YouTube trong buổi họp đó. Dạ. Yeah. Thì đâu có thấy là họ vote cho hai cái điều A, B và cái điều C thì nói là sẽ rời đến ngày 11 tháng 9 đâu. Dạ. Yeah. Chỉ có bỏ phiếu cho hai cái lần bỏ phiếu cho cái đề mục 5.2 này. Thì cái lần bỏ phiếu đầu là cái đề nghị của ông Nam Quang là take no action. Yeah. Tức là thành phố sẽ không làm gì hết. Yeah. Thì cái đó nó fail với lại nó thất bại với cái số phiếu là 2 đồng thuận và 3 người chống đối. Yeah. Thì mới đi lại cái đề nghị đề nghị bỏ phiếu của ông Charlie Nguyễn. Thì lúc đó bà thư ký bà đã đọc lại cái nội dung của cái mục đích bỏ phiếu. Thì bà nói rằng là this is to direct staff to draft a resolution to censor council member Fan West to bring a September 11, 2024 meeting. Thì mình đọc cái này chữ bài chữ thì nó nói rất rõ là sẽ ra lệnh cho nhân viên của thành phố viết lại cái resolution, cái nghị quyết để mà kỷ luật bà Amy Farm West và mang ra vào cái ngày 11 tháng 9 năm 2024 cái buổi họp đó. Không có một cái chỗ nào mà nó nói đến là bỏ phiếu yes để mà cho cái mục A và mục B ngay đêm hôm đó và cái mục C thì rời lại đến ngày 11 tháng 9, thưa anh. Nó rất rất rõ ràng và dễ hiểu chứ không phải là cái gì để mà chúng ta thấy là nó hiểu có thể hiểu khác đi được. Yeah. Thế cái điều bây giờ thì chúng ta trở lại cái vấn đề này thì thế tại sao thành phố đã bao nhiêu ngày khi mà hai người này đề nghị vào trong cái buổi họp ngày thứ tư hôm qua thì quý vị có đủ điều kiện suy nghĩ, có đủ điều kiện để cứu xét vấn đề này, thế tại sao lại phải để đến thời gian phải tới ngày 11 tháng 9 mới quyết định để làm gì? Nó được cái ích lợi gì khi mà chúng ta để thêm 3 tháng nữa, một người mà vô theo như họ nói là vô kỷ luật lại ngồi chung với họ làm việc thì làm sao được? Vâng, cái đó thì tôi chỉ có thể đoán được thôi, là vì trước đó khoảng nửa tiếng, một tiếng thì ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí có vẻ dùng ngần ngại và không muốn. Tuy rằng là ông đã chỉ trích bà Amy Farm West rất là thẳng thắn, nhưng mà ông cũng nói rằng có thể bà, vậy tại vì bà Amy Farm West đặt vấn đề là theo cái điều lệ của thành phố thì nếu một người nào làm sai, quý vị phải cho người ta cái cơ hội sửa sai. Quý vị phải hướng dẫn cái người đã làm sai để cho người ta biết người ta làm sai và cho người ta cơ hội sửa sai. Còn đằng này chưa gì quý vị đã mang ra, quý vị la nghị quyết, quý vị trừng phạt tôi và muốn cho tôi cách chức tôi. Thì như vậy không, quý vị đã vi phạm cái điều lệ của thành phố. Vâng. Có lẽ vì vậy mà ông Charlie Mạnh Trí mới đồng ý là cho bà ta 3 tháng để bà ta chứng minh rằng bà ta đã phục thiện. Thế thì bây giờ thưa xin hỏi anh là với tư cách là cái này là anh là một nghị viên của thành phố Garden Grove một cái thời gian dài 8 năm, bây giờ mặc dù anh đã không còn làm ở đó nữa. Tuy nhiên, thế anh thấy khi một người nghị viên, nếu trong trường hợp bà Amy Farm West không có dính dáng, không có làm cái điều gì sai trái, đưa người ta ra buộc tội như vậy, tiếng tăm trong gia đình người ta cũng có cái đời sống nó bất hòa. Vợ con người ta, chồng con người ta thấy, và người ta đi đối với hàng xóm, tự nhiên một người nghị viên lại mất đi cái sự kính trọng của người khác. Nếu họ cứ đọc cái đó mà họ cho rằng những cái điều bà này vi phạm là ấy, thì anh nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến đời sống của bà. Thì liệu cái đó bà có thưa kiện lại thành phố Westminster được không? Bà có quyền thưa kiện lại.
Thắng hay không thắng thì chuyện đó tôi không biết, nhưng mà bà có quyền kiện thành phố. Như vậy là bà có quyền kiện thành phố về tất cả những cái damage mà những nghị viên hay là những thành viên ở trong hội đồng thành phố đã đưa đến cho bà, phải không? Đúng là như vậy. Và trong quá khứ thì thành phố của chúng tôi, Garden Grove, cũng một đôi khi cũng bị nhân viên họ kiện vì những cái vấn đề là họ đã bị thiệt hại trong khi làm việc cho thành phố. À, thế tư cách với một người dân cử như bà là được chiếu ra ánh sáng nhiều hơn, thì liệu thành phố làm như vậy có bị thiệt hại khác hẳn với những người công nhân hay là với vị dân cử thì không có bị cái điều đó? Tôi nghĩ rằng là bất cứ một người nào cũng có quyền đưa ra tòa án dân sự để mà kiện nếu mà họ cảm thấy họ bị thiệt hại. Thì cái việc bà Amy Fan West có quyền kiện không thì bà có quyền kiện. Vấn đề là bà có chứng minh được rằng là bà vô tội, bà không có tội gì cả, bà bị oan ức và những người này đã xử một cách không công bằng vì họ có 3 lá phiếu. Bà phải chứng minh được cái điều đó thì bà mới có thể thắng kiện được. Cái điều đó thì lẽ nhiên là chúng ta phải chờ một cái phiên tòa, nhưng mà tôi nói trong cái điều kiện đó có khả năng, tôi nói có khả năng với tư cách là một nghị viên, một vị dân cử hay là người dân cái khu vực đó đi kiện thành phố về cái vấn đề xử lý người đại diện của chúng tôi bất công không? Thông thường thì tôi không phải là luật sư, thành ra tôi nói cũng chỉ là cái quan niệm của một cái người bình thường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái người nào mà là nạn nhân thì mới có quyền kiện, chứ còn người khác không có thể kiện thay cho cái người nạn nhân được. Chúng tôi cũng không cho cái người này, không cho cái người đại diện của chúng tôi ở trong cái ban đó thì làm sao quyền lợi mà chúng tôi đã biết người đó giúp cho chúng tôi được, thành ra mất điều ấy thì cũng là vậy chứ, cũng quyền lợi vậy. Đó là vấn đề mà nó cũng khó để mà có thể có cái câu trả lời nó rõ ràng. Vấn đề nó mù mờ trong cái vấn đề pháp. Bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề thực tế nhất là hôm nay qua cái buổi chương trình gặp gỡ anh ở đây. Thế cái sự kiện bà thành phố Westminster này, bà Amy Fan West có đi thừa kiện lại được thành phố không? Tôi nghĩ rằng bà có quyền thừa kiện. Theo anh nghĩ thì có khoảng bao nhiêu phần trăm là có thể tin tưởng để được là có thể cái sự kiện của mình xứng đáng, chứ không phải để cho người ta cười nó, ô cái gì cũng đi thưa hết trơn rồi. Nếu mà những cái điều mà 21 điều mà thành phố đưa ra đó, quan trọng nhất là hai cái điều mà nặng là cái điều mục E và R, thì nếu mà không có bằng chứng mà buộc tội những cái tội nặng như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái phần tôi kiện cái khả năng thắng nó có. Thưa anh, tôi nói thấy rõ ràng là ví dụ như trường hợp bà Amy Fan West không có đưa những thông tin mật ra ngoài trong cái buổi họp kín ra ngoài mà bây giờ cáo buộc bà như vậy thì làm sao bà có đủ uy tín để làm sao bà tranh cử nữa, cái điều đó cũng bà thưa được chứ phải không anh? Dạ đúng vậy. Và thứ hai nữa là cái điều mà báo cáo gian lận với lại cảnh sát là cái điều luật tiểu hình cũng nặng lắm thưa anh. Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện hôm nay chúng tôi dành thời giờ để gửi đến quý vị, thảo luận với quý vị qua cái sự kiện đã xảy ra đêm qua tại thành phố Westminster, và chúng ta chờ xem công lý sẽ thuộc về phần ai và chúng ta chờ xem chức vụ của bà Amy Fan West có bị gì trở ngại với thành phố Westminster hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.